Vâng, và bây giờ Thùy Vân xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm nữa của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn mang tên là Dòng Sông với phần trình bày của ca sĩ Tân Hy Khánh. Tân Hy Khánh, thưa quý vị, mời Nam Vương tài năng qua đây với Lưu Vũ Hùng nào. Vâng, thưa quý vị, trong suốt hành trình 10 năm của Minh Tránh Entertainment thì Tân Hy Khánh ngoài việc là một ca sĩ, chắc quý vị cũng không quên là trong năm vừa rồi thì anh đã là một trong những người đoạt giải Nam Vương tài năng trong cuộc thi Nam Vương do Minh Tránh Entertainment thực hiện. Và ngày hôm nay, thưa quý vị, để đánh dấu một cái chặng đường mà Tân Hy Khánh support, ủng hộ và gia nhập với đại gia đình Minh Tránh Entertainment, xin phép cho Lưu Việt Hùng xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình gửi đến cho Nam Vương tài năng của chúng tôi một chiếc cúp. Hy vọng là em sẽ giữ nó như một kỷ niệm và mời em nói một chút xíu cảm xúc của mình với Minh Tránh Entertainment.
Tân Khánh sẽ được kính chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong khán phòng ngày hôm nay, cũng như là xin cảm ơn Minh Chánh Entertainment đã cho Tân Y Khánh có rất là nhiều cơ hội, cũng như là nơi đầu tiên mà Tân Y Khánh được nhiều quý vị biết đến nhiều hơn qua giải Nam Vương Tài Năng. Và nhân dịp sinh nhật lần thứ 10 này thì Tân Y Khánh sẽ được chúc Minh Chánh Entertainment sẽ luôn luôn gặt hái được nhiều thành công và luôn luôn tìm kiếm những cái tài năng thật là mới, cũng như là đem đến cho làng văn nghệ của hải ngoại của chúng ta rất là nhiều tiết mục, cũng như rất là nhiều tiềm năng trẻ mà sẽ thành công nhiều hơn nữa trong tương lai. Và xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã có mặt trong khán phòng ngày hôm nay, đã đến ủng hộ Minh Chánh Entertainment. Tân Khánh xin cảm ơn rất nhiều ạ.